IKEA vào Việt Nam thì liệu bức tranh thị trường đồ gỗ nội thất trong nước sẽ thay đổi ra sao? Đó là câu hỏi mà chúng ta còn phải đợi tương lai mới có câu trả lời. Tuy nhiên có một điều mà nhiều người chắc chắn, đó là IKEA sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian đầu, không khác gì các thương hiệu thời trang quốc tế như Zara hay H&M, bởi công thức muôn thuở, đó là thương hiệu quốc tế và giá cả phải chăng. Kinh doanh mặt hàng gỗ nội thất hơn 2 năm nay, doanh nghiệp này cho rằng cái khó khi bán hàng ở thị trường nội địa đó là người tiêu dùng không quan tâm đến tiêu chuẩn hay thiết kế. IKEA được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy của người tiêu dùng. Họ đã có mặt ở thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, những thị trường rất là khó tính về chất lượng, tiêu chuẩn về hóa chất. Thì ở Việt Nam mình về những cái định nghĩa đó nó chưa có rõ ràng. Nó có nhưng mà rất là ít người quan tâm. Tôi thấy một cái thương hiệu lớn như vậy đó, họ sẽ thay đổi được cái tư duy tiêu dùng của khách hàng. Theo tính toán, với nhu cầu tiêu thụ gỗ bình quân đầu người khoảng 20 đô la Mỹ mỗi người mỗi năm và quy mô dân số trẻ, dễ hiểu khi thị trường nội thất Việt Nam hấp dẫn thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, mức độ thành công của IKEA tại thị trường trong nước sẽ như thế nào vẫn là câu hỏi. Khi vào Việt Nam á, thì nó phải đảm bảo được những cái ưu việt, những cái điểm ưu điểm của nó ở các cái thị trường mà nó thành công. Thì vô đây nó mới có đảm bảo, còn không là chưa chắc. Giống như McDonald's, tất cả những cái điểm mạnh của McDonald's ở trên thế giới khi vô Việt Nam không bảo tồn được. Cho nên hiện nay McDonald's theo tôi đánh giá là không thành công lắm ở Việt Nam. Cũng theo các doanh nghiệp nội thất, hiện thị trường nội địa chưa có thương hiệu nào tạo lập được ưu thế nổi trội. Vì vậy, sự xuất hiện của IKEA ở Việt Nam trong tương lai gần sẽ càng tạo thêm động lực cạnh tranh để các đơn vị bán lẻ trong nước mạnh dạn thay đổi, bước ra khỏi những lối mòn phân phối quen thuộc.